xin chào tất cả các bạn nhé. Sau một thời gian dài mình quay chiếc cần cẩu thì có lẽ là các bạn xem nhiều cũng cảm thấy nó không còn thú vị như trước nữa. Thì hôm nay sẽ quay trở về với chiếc máy ủi các bạn nhé. Sau nhiều tháng không sử dụng thì bây giờ khởi động lên, nó gặp một vài sự cố các bạn ạ. Thì bây giờ sẽ cùng xem một vài sự cố và chúng ta cùng xử lý nó nhé. Và sẽ mang nó đi test một vài cảnh quay thú vị các bạn nhé. Let's go. Ok, như các bạn đã thấy trên màn hình nha, chiếc máy ủi Caterpillar D11 thì sau nhiều tháng không sử dụng đến, không hoạt động thì một số chi tiết nó đã bị rỉ các bạn nhé, như là cái bánh chân hướng đằng trước này và một vài cái bánh nó bị khô đó, bị rỉ đây này, xích xiếc cũng rỉ này, nhông tải chính cũng rỉ luôn. Ok, và một điều nó quan trọng nhất đó là hệ thống điện điều khiển vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Tiến lùi quay một vòng luôn. Nhưng có một điều nó là đang gặp sự cố, đó là hệ thống thủy lực các bạn nhé. Đây hệ thống thủy lực, sau khi khởi động nó lên là giờ nó rớt luôn. Rồi một ông rớt, rồi rớt luôn, rồi rớt luôn. Đây là cái bơm đang chưa hoạt động các bạn nhé. Nếu mà nó hoạt động là nó nhỏ tòng tòng luôn đấy. Và đằng trước cũng rớt luôn. Đó các bạn có thể thấy, ở hai điểm này nó cũng bị rớt luôn. Rồi mình sẽ khởi động và chạy thử các bạn coi nhé. Đó nó cũng rớt luôn à. Đó các bạn không, hai cái nó rớt luôn, tè le luôn. Ok, giờ thì sẽ bắt đầu khắc phục nó, thay thế và sửa chữa một vài những cái linh kiện đã bị gặp sự cố các bạn nhé. Ok, chỉ vài thao tác đơn giản thì mình đã thay xong các bạn nhé. Giờ thì bắt đầu thử test thôi. Ok, nó đã không còn ra dầu nữa rồi các bạn nhé. Ok, giờ đến phần sau đã.
người nhá, thì máy ủi thì mình đã kéo đưa lên bãi rồi. Và bây giờ mình sẽ đánh chiếc đầu kéo. Bây giờ mình sẽ đánh chiếc đầu kéo quay về và chở mấy cái cục đối trọng của con cần cẩu lên các bạn nhá. Thì các bạn sẽ cùng chờ đợi xem mình sẽ làm gì với nó nhá. Let's go. Giờ mình sẽ bắt đầu là cho con máy ủi này kéo những cục đối trọng này nhá, kéo ma sát trên mặt nền này luôn để xem nó có thể kéo được bao nhiêu cục đối trọng các bạn nhá. Bây giờ là một cục đầu tiên các bạn nhá. Một cục này chắc là nó kéo nhẹ như không à. Nóng lắm rồi. Nó vẫn kéo đi bình thường các bạn ạ. Đây là 60 cân à. Mình tiếp tục sẽ kéo một cục thứ ba. Là cục thứ ba các bạn nhé. Tổng khối lượng đó là 90 cân. Và đây đã là cục thứ tư rồi các bạn nhé. Khối lượng của nó đã là 120 cân. Ok, đây cờ là. Vẫn đi bình thường các bạn ạ. Tiếp tục và đối trọng cuối cùng, tổng khối lượng 150 cân. Ok các bạn nhé, thì sau 5 cục
100 sân đây là 150 cân thì hôm nay ủi này nó vẫn kéo đi bình thường các bạn nhé. Và thì không biết thế nào chứ mình ngồi đây à. Thực sự là con máy ủi này nó khá là cho bò các bạn. Tiếp theo mình sẽ làm một bài test điên rồ hơn các bạn nhé. Hãy cùng xem. Như các bạn có thể thấy đây, một chiếc màu đỏ đằng sau kìa. Giờ thì mình sẽ dùng con máy ủi này kéo chiếc ô tô kia nhé. Thì hãy cùng xem mình test nó như nào các bạn nhé. Đây cơ. Anh bắt cái móc của nó các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Nó bị van bánh đây các bạn. Ok, let's go. Chị xe đi luôn cả luôn các bạn. Ok. Như này. Giờ mình sẽ tăng một bài khó hơn một chút. Đó là mình sẽ nổ máy con xe này. Và chiếc ô tô sẽ chạy lùi. Còn cái máy ủi mình sẽ chạy tiến nhé. Để xem nó có thể kéo được chiếc ô tô không, hay là chiếc ô tô nó kéo cả cái máy ủi vào mình đi nhé. Ok các bạn nhé, và đây là hiện trường còn lại sau khi cuộc đấu sức giữa máy ủi và ô tô giữa ba tạ ba và 1 tấn 1 các bạn nhé. Đây, đây là cái vết xích của con máy ủi chạy này, nó cày nát hết cỏ và băm xuống nền rồi này, băm xuống nền đá này, nhưng mà vẫn không thể nào mà kéo được con ô tô này các bạn nhé. Khi mà con ô tô nó vào số lùi thì thua các bạn ạ. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.